vào bộ đội. Năm em vừa 17, ở Trường Sơn năm ấy tuổi trăng tròn. Em đâu được làm duyên dáng môi son, mái tóc dài cùng Trường Sơn năm tháng. Mùa xuân đi năm ấy, đang tuổi trăng tròn, ba lô ao linh nghi lên đường tòng quân, gửi lại quê hương muôn vàn nỗi nhớ. Tiền tuyến đang nghỉ chờ, em vững bước chân đi. Ba lô lên đường em ra trận đi, xuân đi thì con gái mới tuổi trăng nghĩ tròn đi, lời thề nghỉ sắc ý son nấp nanh ngôi nhi xa huy. Truyền thông y tử y ha huy, mũ tai bèo huy, lòng kiên trung sông pha chặt bà y nơi chiến trường huy. Trường Nguy Sơn nắng nguy nửa nguy bao ý gian đi y khó nguy sốt rét đi niên đi miền đi bữa cơm đi đồn rau rừng đi từng ngày nghỉ gian đi nan em chiến quân y thầy thuốc y như mẹ hiền đi chăm sóc người thương y binh yêu thương chưa chỉ tận y tình nhì. Những bài nhì thuốc lam xưa thương năm y khi đêm mưa y chờ gió y nục dao muôn y vết thương hành nhì hạ y anh em đau như thế thân y mình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chiến tranh đi không đi còn đi, hòa bình đi về trong tay đất nước ta hôm nay đang đổi mới từng ngày. Nhớ tới người em yêu thương hy sinh ở đại nơi chiến trường.